Chào Kem, hôm nay thầy giáo lại tiếp tục hướng dẫn Kem làm các bài toán về mạch cầu, về công suất tỏa nhiệt trên biến trở. Chúng ta hãy đọc đề bài. Cho mạch điện như hình H2, biết U không đổi, R1 bằng R2 bằng R3 bằng R. Đèn D có điện trở RD bằng KR, RB là biến trở, bỏ qua điện trở các dây nối. Câu A, điều chỉnh RB để đèn tiêu thụ công suất bằng 4W. Tính công suất tiêu thụ trên R2 theo K. Câu B, cho U bằng 12V, R nhỏ bằng 6 ohm, K bằng 2, RB bằng 3 ohm. Tính công suất tiêu thụ trên đèn D. Câu C, cho U bằng 12V, R bằng 6 ohm, K bằng 2, tìm RB để BB max. Các em hãy quan sát mạch điện. Đây là một mạch cầu. Và chúng ta đọc xong đề bài, chúng ta thấy nó có rất nhiều nét tương tự với lại bài toán mạch cầu. Thầy giáo đã hướng dẫn Kem làm trong mạch cầu phần 3. Để làm bài toán này thì Kem trên là chúng ta thấy là chúng ta muốn làm ý A. Chúng ta muốn người ta đã cho công suất tiêu thụ trên đèn rồi, phải tính công suất tiêu thụ trên R2. Thế chúng ta biết là P P đèn thì bằng Y đèn bình phương nhân với R đèn, tức là Y đèn bình phương nhân KR. P2 thì bằng Y2 bình nhân R2, tức là Y2 bình nhân R. Lập tỷ số P đèn trên P2. P đèn trên P2 thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ mất R nhỏ đi. Mất R nhỏ đi. Chỉ còn tỷ số Y2 bình trên Y đèn bình và phụ thuộc cả vào K nữa, nên chúng ta sẽ đi tìm cách để tìm mối liên hệ giữa Y2 và Y đèn. Để làm bài toán này thì chúng ta sẽ giả sử chiều dòng điện qua RB từ D đến C. Các em có thể giả sử chiều điện qua RB từ C đến D cũng được, không vấn đề gì cả. Chúng ta có thể vận dụng các công thức Y1 cộng Y đèn thì bằng Y2 cộng Y3 bằng Y toàn mạch. Sử dụng U1 cộng U2 bằng U đèn cộng U3 cũng bằng U toàn mạch. Chúng ta tiến hành làm ý A. Giả sử chiều dòng điện qua RB từ D đến C như hình vẽ. Đã có là Y1 cộng Y đèn thì bằng Y2 cộng Y3. Các em thấy Y1 cộng Y đèn bằng Y2 cộng Y3. Tương đương với Y1 trừ Y3 thì bằng Y2 trừ Y đèn. Ở đây chúng ta đã tìm ra được một mối liên hệ giữa Y2 và Y đèn. Chúng ta cần thêm một mối liên hệ nữa. Thì nhắc lại, Y1 cộng Y đèn bằng Y2 cộng Y3 là bằng Y toàn mạch. Chúng ta biến đổi là Y1 trừ Y3 bằng Y2 trừ Y đèn. Tiếp tục, chúng ta đi tìm mối liên hệ giữa Y2 với Y đèn. Ta lại có U1 cộng U2 thì bằng U đèn cộng U3. Các em thấy U1 cộng U2 bằng U đèn cộng U3. Đều bằng U toàn mạch. U1 chúng ta biết là Y1 nhân với R nhỏ. U2 chúng ta biết là Y2 nhân R nhỏ. U đèn chúng ta biết là Y đèn nhân với KR. Vì giờ đèn bằng KR. U3 chúng ta biết là Y3 nhân với R. Để tương đương với. Ở đây chúng ta thấy là cả hai vế đều xuất hiện R đây, thì chúng ta có thể triệt tiêu R đi. Thì chúng ta còn Y1 cộng Y2 bằng Y đèn nhân với K cộng Y3. Tương đương với Y1 trừ Y3 bằng Y đèn nhân K trừ Y2. Như vậy các em thấy từ 1 và 2 chúng ta thấy là đều bằng Y1 trừ Y3. Chúng ta cho 1 bằng 2. Chúng ta cho 1 bằng 2 thì ta sẽ có là Y2 trừ Y đèn bằng K nhân với Y đèn trừ đi Y2. Chuyển Y2 sang bên này, chúng ta có là 2Y2 chuyển Y đèn sang bên tay phải. Chúng ta có Y đèn làm thứ chung trong ngoặc là còn K cộng 1. Bình phương hai vế chúng ta sẽ có là 4Y2 bình phương bằng K cộng 1 bình phương nhân Y đèn bình phương. Chúng ta sẽ có là Y2 bình trên Y đèn bình thì bằng K cộng 1 bình phương trên 4. Các em có thể nhân chéo lên. 4Y2 bình thì bằng Y đèn bình phương nhân với K cộng 1 tất cả bình phương. Lại trở về biểu thức trên này. Ta có P2 trên P đèn bằng Y2 bình phương nhân với R. Y2 bình phương nhân R. Và
chia cho y đèn bình phương nhân kr. Rút gọn r đi thì chúng ta còn là k cộng 1 bình phương trên 4k. 4k. Vì là y2 bình trên y đèn bình là k cộng 1 bình phương trên 4 mà kìa. Biểu thức này là bằng p2 trên 4 vì là p đèn. Để mà cho là 4 mà. Rút gọn 4 là 2 vế đi thì chúng ta sẽ có là p2 bằng k cộng 1 bình phương trên k. Và các em thấy là ở đây tỷ số y2 trên y đèn là không phụ thuộc vào giờ b, tỷ số p2 trên p đèn cũng không phụ thuộc vào rb mà nó chỉ phụ thuộc vào k. Thì nếu đề bài cho chúng ta k bằng 2 bằng 3 bằng 4 bằng 5 thì các em cũng hoàn toàn có thể tính được p2 khi mà đã biết p đèn, đúng không các em? Thì đó, nhắc lại là tỷ số y2 trên y đèn hay là p2 trên p đèn là không phụ thuộc vào rb mà nó chỉ phụ thuộc vào k, đúng không kìa? Nếu người ta thay, người ta cho kem là k bằng 2 bằng 3 bằng 4 bằng 5 vân vân, em hoàn toàn có thể tính được p2 khi đã biết p đèn. Như vậy chúng ta đã chữa xong ý A. Chúng ta tiếp tục sang ý B. Ý B cho U bằng 12V, R bằng 6 ô, K bằng 2, giờ B bằng 3 ô, tính công suất tiêu thụ trên đèn D. U bằng 12V, R bằng 6 ô, K bằng 2, vậy thì giờ đèn sẽ bằng 2R là 12 ô. Chúng ta đã giả sử chiều dòng điện qua giờ B là từ D đến C như hình vẽ. Để chúng ta sẽ sử dụng đến các kiến thức là xét tại nút C. Xét tại nút C các em sẽ thấy là ta sẽ có là Y1 đây bằng Y2 trừ đi YB. Hay là chúng ta thấy là Y2 thì bằng Y1 cộng với YB. Vì dòng điện qua R2 là đi ra khỏi nút C. Dòng điện qua R1 và qua RB là đi vào nút C. Chúng ta lại tiếp tục lại xét tại nút D. Xét tại nút D thì các em thấy là dòng điện qua đèn là đi vào nút D. Và dòng điện qua R3 và qua RB là đi ra khỏi nút D. Thế nên ta sẽ có là Y đèn bằng YB cộng với Y3. Và chúng ta sẽ sử dụng U đèn cộng với UB bằng U1. U đèn cộng với UB bằng U1. Các em nhìn, U đèn cộng với UB bằng U1. Do đó chúng ta sẽ biến đổi U2 thành U trừ đi U1. Biến đổi U3 thành U trừ đi U đèn. Rồi chúng ta tiến hành làm. Xét tại nút C ta có Y2 bằng Y1 cộng với YB. Y2 bằng Y1 cộng YB. Đúng không kìa? Y2 bằng Y1 cộng YB. Vậy thì chúng ta sẽ có là U trừ U1 trên 6 thì bằng U1 trên 6 cộng với UB trên 3. Tức là U2 chúng ta biến đổi về U trừ U1. Như vậy là 12 trừ U1 bằng U1 cộng với 2 UB. Ở đây mẫu số chung là 6 mà các em. U thay vào 12. Biến đổi ta sẽ có là 2U1 cộng 2UB bằng 12 hay là U1 cộng UB bằng 6. Đặt cái này bằng 3. Xét tại nút D ta lại có. Xét tại nút D. Các em lại thấy. Tại nút D ta có là Y đèn thì bằng YB cộng Y3. Y đèn bằng YB cộng Y3. Thì Y đèn chúng ta biết là U đèn trên 12. Giờ đèn là bằng 2 lần R mà. YB biết là UB trên 3 cộng với U3 trên giờ 3.
U3 chúng ta biết là 12 trừ U đèn, tức là U trừ đi U đèn đấy. Giờ 3 bằng 6. Ở đây các em quan sát là mẫu số chung là 12. Thì chúng ta biến đổi là U đèn này, quy đồng mẫu số. U đèn bằng 4UB. 4UB cộng với 2 nhân 12 là 24. 2 nhân với âm 1 U đèn là âm 2 U đèn. Biến đổi. Chúng ta có là 3 U đèn trừ 4 UB thì bằng 24. Thì U đèn thì chúng ta biết là ở đây chúng ta quay lại đây chúng ta xem là U đèn cộng với UB thì bằng U1, hay là U1 trừ đi U đèn thì bằng UB, hay là U1 trừ đi UB thì bằng U đèn. Đây các em sẽ thấy là chúng ta viết U đèn bằng U1 trừ UB này. 3 nhân với U1 trừ UB trừ UB trừ đi 4 UB bằng 24, tương đương với 3 U1 trừ 7 UB bằng 24. 3 U1 trừ 7 UB bằng 24. Đấy là từ 3 và 4 ta có hệ phương trình là U1 cộng UB bằng 6. 3 U1 trừ 7 UB bằng 24. Các em bấm máy tính, chúng ta sẽ giải ra được UB bằng âm 0,6 V. U1 bằng 6,6 V. UB nhỏ hơn 0. Nên giả sử chiều dòng điện qua giờ B lúc đầu của chúng ta là sai. Vậy thì chiều dòng điện qua giờ B là phải từ C đến D. U đèn thì bằng U1 trừ UB bằng 6,6 trừ đi âm 0, trừ đi trừ 0,6 sẽ ra 7,2 V. Các em chú ý là ở đây là chúng ta đã tính ra UB bằng âm 0,6 V và chúng ta giả dòng điện chúng ta giả sử qua giờ B từ D đến C là sai. Và độ lớn của UB là phải bằng 0,6 V. Tuy nhiên ở phép tính đây chúng ta tiếp tục làm nên chúng ta vẫn thay là U1 trừ UB bằng 6,6 trừ đi âm 0,6 bằng 7,2 V. Suy ra P đèn bằng U đèn bình phương trên R đèn 7,2 bình trên 12 bằng 4,32 W. P đèn bằng 4,32 W. Các em có thể có nhiều cách khác để làm bài này. Tuy nhiên thầy giáo nhất quán một phương pháp từ các video về mạch cầu phần 1, phần 2, phần 3. Thầy giáo hướng dẫn các em làm theo một cách nhất quán. Ý C. U bằng 12 V, R bằng 6 ohm, giờ đèn bằng 12 ohm, tìm giờ B để BB max. Thế chúng ta cũng xét tại nút C, các em xét từ nút C có là I2 bằng I1 cộng IB. Chúng ta biến đổi là U trừ U1 trên 6 bằng U1 trên 6 cộng với IB. Ở đây thì chúng ta giữ nguyên IB, chúng ta không viết là UB trên giờ B nữa. Quy đồng mẫu số, ở đây mẫu số chung là 6, các em sẽ có là U trừ U1 bằng U1 cộng với 6 IB. Chúng ta sẽ viết là trừ 2 U1 cộng với U thì bằng 6. IB. Xét tại nút D ta có I đèn thì bằng IB cộng I3. Chúng ta viết là U đèn trên 12 bằng IB cộng với U trừ U đèn trên 6. Thế chúng ta có mẫu số chung là 12, quy đồng mẫu số các em có là U đèn bằng 12 IB cộng với 2 U trừ 2 U đèn. Chuyển về đổi dấu là sẽ có 3 U đèn trừ 2 U bằng 12 IB. Ở đây các em thấy thế nào muốn lấy U1 trừ U đèn để ra UB. U1 trừ U đèn để ra UB. Hoặc là U đèn trừ U1 để ra âm UB. Thế thì ở đây hai cái biểu thức, cái biểu thức thế nào đang chỉ chuột đây. Biểu thức này giữa thằng U1 và U đèn là các em thấy nó phải cùng hệ số thì chúng ta mới có thể làm xuất hiện U1 trừ U đèn được, đúng không các em? Thế thì ở đây ở trên này thì nó sẽ nhân cả hai vế V3 để ra
xuất hiện hệ số 6 ở dưới này. Biểu thức này thì nó sẽ nhân cả hai vế với lại 2 để U điền cũng xuất hiện hệ số 6. Ở đây chúng ta nhân. Trên này chúng ta sẽ nhân là nhân 3 vào cả hai vế thì chúng ta sẽ có là trừ 6 U1 cộng 3 U bằng 18 IB. Đặt cái này là sao? Ở dưới này nhân cả hai vế với 2 chúng ta sẽ có là 6 U điền trừ 4 U bằng 24 IB. Đặt biểu thức, đặt cái này là 2 sao. Đặt này là 2 sao. Đặt phương trình này là 2 sao. Thế các em thấy chúng ta sẽ lấy sao cộng với 2 sao. Lấy sao cộng 2 sao thì chúng ta sẽ có là 6 U đèn trừ đi 6 U1. Rút 6 làm thừa ở chung. Trong ngoặc còn U đèn trừ U1. 3 U trừ 4 U là còn âm 1 U. 18 IB cộng 24 IB là 42 IB. Như vậy chúng ta sẽ có là trừ 6 UB. Thì là U1 trừ U đèn thì phải bằng UB. U đèn trừ U1 thì bằng âm UB. Nên chỗ này là trừ 6 UB. Trừ U bằng 42 IB. Chúng ta viết là chúng ta viết UB là IB nhân giả B. Là trừ 6 IB nhân giả B trừ U thì bằng 42 IB. Ta sẽ có trừ U bằng 42 IB cộng với 6 IB nhân giả B tương đương với trừ U bằng rút IB làm thừa chung ở trong ngoài còn 42 cộng 6 RB. IB sẽ bằng âm U trên 42 cộng 6 RB, âm 12 trên 42 cộng 6 RB. Cái này nhỏ hơn 0, IB nhỏ hơn 0. Chính vì vậy mà giả sử của chúng ta là sai. Vậy chiều dòng điện qua RB phải từ C đến D. Và độ lớn của IB là 12 trên 42 cộng 6 RB. Độ lớn của IB là 12 trên 42 cộng 6 RB. Bằng rút gọn đi. Và chia cả tử, cả mẫu cho 6. Chúng ta còn 2 trên 7 cộng RB. Vậy BB sẽ bằng IB bình nhân với RB. 4 trên 7 cộng RB. Tức cả bình phương. 2 bình phương là 4. Mẫu là 7 cộng RB chúng ta bình phương lên. Sau đó là nhân với RB. Chúng ta sẽ tiếp tục biến đổi như này. Như các bài tìm công suất cực đại thì giáo đã hướng dẫn kèm. Chúng ta sẽ có là 4 trên mẫu là 7 trên căn RB cộng căn RB tất cả bình phương. Vậy các em thấy BB max khi mà cái mẫu này min này, cái mẫu này min 7 trên căn RB cộng căn RB tất cả bình phương min. Áp dụng bất đẳng thức Cauchy ta sẽ có là 7 trên căn RB cộng với căn RB sẽ lớn hơn bằng 2 nhân với căn 7. 2 nhân căn 7. Dấu bằng xảy ra khi 7 trên căn RB bằng căn RB. Chính vì vậy RB sẽ bằng 7 ô. RB bằng 7 ô. Như vậy là thầy giáo đã hướng dẫn các em làm tiếp bài toán về mạch cầu và công suất tỏa nhiệt cực đại trên biến trở. Các em hãy dành thời gian để ôn tập xem lại các bài toán mạch cầu phần 1, phần 2, phần 3 để có thể làm các bài tập tiếp theo. Ví dụ người ta sẽ thay K bằng 3, bằng 4 thì các em cũng hoàn toàn có thể làm được bài tập này một cách tương tự. Chào các em, hẹn gặp lại các em ở các video tiếp theo.